nhá. Người ta sẽ chữa câu A, sau đấy rồi là câu B thì không làm được thì cô sẽ hướng dẫn. Long ơi, câu B con hướng làm của con là gì? Dạ là gọi D là ước nguyên tố của n cộng 9 và n trừ 6. Rồi sau đó làm thế nào? Sau đó suy ra n cộng 9 chia hết cho D và n trừ 6 chia hết cho D. Suy ra n trừ 6 đóng ngoặc cộng 15 đóng ngoặc chia hết cho D và n trừ 6 chia hết cho D. N trừ 6 đóng ngoặc cộng 15 trừ n trừ 6 chia hết cho d, suy ra 15 chia hết cho d, n suy ra d là ước nguyên tố của 15. Ước nguyên tố của 15 là 3 trừ 3 5 trừ 5, xong rồi ra Rồi, cô hiểu con rồi, rất là tốt. Con tìm ra được bao nhiêu, con tìm ra được dạng tổng quát của N là gì rồi? dạ con nó tính được con cái. À, rồi, ok. Cô mời trà nào. Em đọc quên là coi dễ lắm, ở chung là nhớ quen nó con chỉnh với cái nó chưa sợ. Là ước nguyên tố. Rồi. Cô cảm ơn con để cô giảng dừng lại. Ừ, chỗ này mình Long trình bày đúng rồi. Là ước nguyên tố của N cộng 9 và N trừ 6. Vì sao lại như thế nhá? Để cô giảng cho các con. Long thì trình bày đúng rồi. Ở đây ví dụ như là nếu như mà N cộng 9 và N trừ 6 này mà có một ước chung là ước nguyên tố thì rõ ràng là phân số A này là sẽ rút gọn được, cho nên là không tối giản. Như vậy chúng ta sẽ tìm D là ước nguyên tố, D là ước nguyên tố của N cộng 9 và N trừ 6. Rồi chúng ta loại đi ước nguyên tố đó đi. Thì lúc đấy là phân số là không rút gọn được các con nhé. Đấy, vậy bây giờ chúng ta tìm ước nguyên tố của N cộng 9 và N trừ 6 là như thế nào. Thì ở đây ta cũng đã học rồi. Do D là ước của N trừ 9 và N trừ 6 nên ta có N cộng 9 chia hết cho D, N trừ 6 chia hết cho D. Suy ra gì đây? Trà trình bày tiếp nào. Em và cô suy ra đấy là ước chung của em nó công chính với cả em nó rất xấu. Đúng rồi, và theo tính chất chia hết của một tổng hoặc là một hiệu ta có n trừ 9 trừ đi mở ngoặc n trừ 6 chia hết cho d đúng không? Suy ra 15 chia hết cho d đúng không nào? Đấy, mà d là số nguyên tố cho nên suy ra d của chúng ta là d nguyên tố, nên d nhận giá trị nào đây Long nhỉ? Nên cô nên nhận cái giá trị là âm 3, 3, âm 5 và 5. Không, nguyên tố mà thì chỉ cần là 3 và 5 thôi. Ba và 5. Tú ơi, cô hỏi này, con bật mic lên. Dạ cô. Nếu như mà D này mà bằng 3 thì theo con phân số A là tối giản hay không tối giản? Nếu D bằng 3. thì nó sẽ không tối giản cô, Ừ, mình sẽ rút gọn được cho mấy? mình sẽ chia hết được cho ba. Đúng rồi, phân số tối giản là phân số mà không thể rút gọn được nữa. Và ở đây chúng ta gọi D là ước nguyên tố của tử và mẫu. Và chúng ta suy ra được là D là sẽ thuộc tập hợp gồm các phần tử là 3 và 5. Như vậy nếu như mà D bằng 3 thì phân số rút gọn được cho 3 là phân số không tối giản. D bằng 5 thì phân số ít nhất cũng sẽ rút gọn được cho 5. Cho nên là phân số A là không tối giản. Vậy muốn phân số A là tối giản thì ta cần điều kiện gì bạn Tú nhỉ? Để D là phân số tối giản. Đây là phân số đơn giản À, thì cô xin lỗi, để A là phân số tối giản. Xin lỗi. Để A là phân số tối giản thì D cần điều kiện gì con? D khác Đúng rồi. Khác mấy con nhỉ? 3K cộng 1 rồi cô. D khác 3 và D khác 5 đã. D khác Đúng không? 5.
D khác 3, D khác 5, đúng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta xem. Nếu mà D khác 3, D khác 3 tức là N trừ 6. Trường hợp 1, N trừ 6 không chia hết cho 3, đúng không nào? Vâng. Bởi vì nếu mà chia hết cho 3 thì D bằng 3 đẻ rồi, B bằng 3 mất rồi. N trừ 6 mà không chia hết cho 3, suy ra N không chia hết cho 3, hoặc là N cộng 9 cũng được, đúng không nào? Suy ra N không chia hết cho 3, N không chia hết cho 3 thì N không có dạng 3K. Đấy. Không, tức là N hay là N bằng 3K cộng 1 như Tú nói, hoặc 3K cộng 2 như Tú nói, đúng không nào? K thuộc N. Thế nào? K thuộc N sao? Bởi vì là N lớn hơn hoặc bằng 6 thì K phải thuộc N, và K lớn hơn 2 ở đây rồi đấy. N lớn hơn 6 theo đề bài mà. Trường hợp 2 là N trừ 6 không chia hết cho 5. N trừ 1 không chia hết cho 5, đúng không nào? Không phải Vâng. là N đâu. Là Đúng chúng các con. Bởi vì 6 này chúng ta tách N trừ 6 là bằng N trừ 1 trừ 5, đúng không nào? Thì trong đó 5 đã chia hết cho 5 rồi, cho nên N trừ 1 không chia hết cho 5. Suy ra N không có dạng nào đây? Bạn nào biết nào? là không có dạng 5K cộng 1 Đúng rồi, bạn Tú rất là thông minh. 5K cộng 1. Chính 5K xác. cộng 2. Đấy, tức là N có dạng 5K, 5K cộng 2, 5K cộng 3, 5K cộng 4, vân vân. Nhưng mà viết như thế này gọn hơn. Và cuối cùng ta kết luận ở bài này. Vậy, các con viết cho cô vậy. N khác. Ở đây ta cũng biết là N thuộc N. Và N ở đây là lớn hơn 1. Thì lớn hơn 2 ở trên bài này luôn. Ta cũng cho lớn hơn 2 ở trên bài này luôn. Như vậy ta kết luận vậy. Ở câu B là N của chúng ta khác 3K. N khác 5K cộng 1. Rồi cả lớp mình sẽ chữa bài tập số 2 này con nhé. Nào bạn Yến Trang cho cô biết là để phân số có giá trị nguyên thì ta cần điều kiện gì con nhỉ? Cô là tử chia cho mẫu ạ. À đúng rồi. Để phân số có giá trị nguyên. Rồi. Suy ra N cộng 3, có hai bạn giơ tay nữa rồi, tốt. Chia hết cho 2N trừ 2, con trình bày tiếp giúp cô nào. Vẫn là 2N trừ 2 chia hết cho 2N trừ 2 ạ. 2N trừ 2, chia hết cho 2N trừ 2, cô đồng ý. Gì nữa nhỉ? Là 2 nhân với mở ngoặc N cộng 3 đóng ngoặc chia cho Ừ. 2N trừ 2. Rồi. Rồi đúng rồi. Cái này đúng con ạ. Bởi vì là N cộng 3 chia hết cho 2N trừ 2 thì đương nhiên nhân 2 lên nó cũng được một số chia hết cho rồi. Con làm tiếp. N2N trừ 2 chia cho 2N trừ 2. Ừ. Tức là con ngoắc lại như thế này đúng không? Vâng. 2N trừ 2 chia hết cho N 2N trừ 2 rồi. 2N rồi, tức là 2N cộng với 6 chia cho 2N trừ 2 ạ. À, nhân ra chia hết cho 2N trừ 2 rồi, đồng ý. Sau đó là Rồi. 2N cộng 6 trừ cho 2N trừ 2 chia cho 2N trừ 2 ạ.
À rồi con suy ra đúng rồi. Chính xác. Áp dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu. Ta lấy 2n cộng 6. Đừng đi mở ngoặc 2n thứ hai. Chia hết cho 2n thứ hai đồng ý. Hay. Con thu gọn được gì? Hình như 8 phải không? Vâng, 8 chia cho 2 lần trừ 2 ạ. Rồi. Con 2 lần trừ 2 thuộc ước của 8 ạ. À rồi. Và chúng ta suy ra có thể suy ra là 4 chia hết cho n trừ 1. Bởi vì 8 chúng ta tách thành 2 nhân với 4, 2 n trừ 2 đặt 2 ra ngoài thì chúng ta sẽ suy được là 4 chia hết cho n trừ 1. Suy ra n trừ 1 thuộc tập hợp nào đây? Mời Mạnh Mạnh Cường nhỉ. Em thưa cô, suy ra n trừ 1 thuộc âm 1, 1, Ừ. âm 2, 2, âm 4, 4 ạ. Âm 2, 2, âm 4, 4. Rồi, bạn Tú ơi, con đồng ý với bạn Cường không? Em được cô là không cô, Không, vì sao nhỉ? vì đây là số tự nhiên ạ. Ừ, đúng rồi, cho nên ta sẽ loại đi một số trường hợp nào nhỉ? Là các số âm 1, âm 2, âm 4 ạ. Không, âm 1 vẫn được ấy, n bằng 0 này. N bằng 0 thì suy ra là n trừ 1 bằng âm 1 cũng được. N là số tự nhiên, không phải khác không đâu. Ừ, đúng không? Như vậy chúng ta chỉ loại các giá trị là âm 2, âm Âm 4 thôi. Rồi, suy ra n nhận giá trị nào Cảnh Tùng nhỉ? giờ là không Không. hai 2 ba 3 ba năm ạ. và 5. Nhưng mà lúc này chúng ta lưu ý vừa nãy chúng ta đã phải nhân nhân 2 vào tử số rồi đấy. Ừ. Cho nên là chúng ta lưu ý cho cô là trong nhiều trường hợp ta có là n cộng 3 là chia hết 2 nhân với mở ngoặc n cộng 3 là chia hết cho 2n trừ 2. Nhưng mà n cộng 3 lại không chia hết đâu. Không chia hết đâu các con ạ. Có nhiều trường hợp là như thế, cô lấy ví dụ cho các con nhé. Cô lấy ví dụ như là nhé. Ví dụ như là số 24 này là sẽ chia hết cho 8. Nhưng mà bây giờ là 12, tức là lấy một nửa n cộng 3. Cô nhắc lại con là 2 nhân với mở ngoặc n cộng 3 chia hết cho 2n trừ 2, nhưng chưa chắc. Khi chúng ta bỏ cái số 2 này đi thì n cộng 3 đã là chia hết cho 2n trừ 2. Ví dụ như là 24 thì chia hết cho 8, nhưng mà bây giờ chúng ta lấy một nửa của 24, tức là lấy 12, thì rõ ràng là nó không chia hết cho 8 đây. Cho nên lúc này các con lại phải thay n lần lượt, thay n bằng 0, 2, 3, 5 vào a ấy, thì chúng ta sẽ loại đi được một số giá trị nữa. Thì ta có này, n bằng 0 thì suy ra a bằng bao nhiêu? Bằng Cảnh Tùng nhỉ, n bằng 0 a bao nhiêu con nhỉ? Con bật mic lên. Tùng ơi. Dạ. N bằng 0 thì a bằng bao nhiêu? Bằng Con thay con tính nhanh giúp cô nào. À, Cảnh Tùng sao chậm thế nhỉ? N bằng 0 thay vào a là 0 cộng 3 trên 0 trừ 2 là bằng âm 3 phần 2 này. Âm 3 phần 2 này có thỏa mãn điều kiện của bài toán yêu cầu không? Tùng ơi, có trả lời giúp cô nào?
Không thì hoa không được có. Bạn Yến Trang ơi, nếu bằng không ta có lấy được con Không ạ. à? Không, chúng ta loại đi, bởi vì A cần giá trị là số gì nhỉ? Nguyên ạ. À đúng rồi. Nào bây giờ con thay giúp cô là n bằng 2 thì suy ra A bằng bao nhiêu con nhỉ? Năm phần 5/2 ạ. Không, 2 hay nha, 4 là 5 phần 2, đúng rồi, tốt, loại, đúng không? Rồi, tiếp n bằng con thay giúp cô xem nhá, bạn Mạnh Tú. Em nó có n N bằng bằng 1 đi. N bằng 1 thì suy ra A bằng bao nhiêu? em có n bằng 1 thì a sẽ bằng là 1 cộng 3. Ồ, như vậy N bằng 1 là chúng ta phải loại đi rồi, đúng không nào? Đúng không? vâng N cô. bằng 1 là không thỏa mãn rồi. A bằng, chúng ta có tính nhầm ở trên này không nhỉ? N trừ 1 là thuộc n trừ 1 là bằng 1, 2, 4, ước của 4. Đúng rồi. N trừ 1 là ước của 4. N trừ 1 là bằng A. Đây là n bằng 2. À cô nhầm, cô nhầm. Cô lại nhầm ở trên này. Đây không phải n bằng 2 đâu. N bằng bao nhiêu Tú nhỉ? Tiếp theo chúng ta tính n bằng bao nhiêu con nhỉ? Vâng, hai. Không, n bằng 2 bạn tính đây rồi. N bằng bao nhiêu con nhỉ? N bằng 3. N bằng 3 thì suy ra A của chúng ta bằng bao nhiêu con? Em cô là nào bằng 3 thì suy ra là sẽ là thành Tử là bằng bao nhiêu nhỉ? tự là bằng 3 2, cộng 3 bằng, 3 cộng 3 bằng 6, đúng rồi, mẫu bằng, mẫu bằng cái gì nhỉ? bằng 6, 6 trừ 2 là được. 4, bằng 3 phần 2. Có nhận được không hay là phải loại đi? Cái này chúng ta cũng loại đi đúng không con? Rồi tiếp Wow. theo, n bằng 5 thì suy ra A bằng bao nhiêu? N bằng 5 thì 8 phần 8. À, suy ra bằng bao nhiêu? 8 phần 8. À, 8 phần 8 tức là bằng 1 luôn rồi. Cái này có thỏa mãn không? Có Vậy thì chúng nguyên ta là con. bằng 5. Như vậy chỉ có duy nhất một giá trị của n để cho A có giá trị nguyên, đấy là n bằng 5. Cô hỏi xem Trá ơi con hiểu bài không? Có quá. À, rồi chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bây giờ một bạn sẽ trình bày cho cô câu này nhá. Nào, bạn Cường ơi con trình bày nhá. Chưa làm. Cô hướng dẫn con này. Con nhắc lại cho cô vừa nãy các bạn đấy nêu hướng làm, đó là để chứng minh cho phân số tối giản, tức là ta chứng minh gì con nhỉ? Ước chung của tử và mẫu bằng một Đúng rồi, chính xác rồi, gọi D là là ước chung lớn nhất của của hai người 2n cộng bằng 3. bốn người cũng tám. Ờ đúng rồi. Suy ra 2n cộng 3 chia hết cho Chết cho D, đúng không? 4n cộng 8 làm chết cho đi. chia hết cho D. Đấy, suy ra 4n cộng 8 trừ Chị đi 2 nhân với mở ngoặc 2n cộng 3 chia hết cho số nào con nhỉ? chết cho đi. Đúng rồi, theo tính chất chia hết của một tổng. Nào con tính giúp cô hiệu này bằng bao nhiêu? Bằng Bằng gì hai nhỉ? Đúng rồi, suy ra 2 chia hết cho D. 2 mà chia hết cho D thì suy ra là
D là nhận giá trị là một hoặc là hai, đúng không Hai. nào? Vâng. Ừ. Vậy thì nếu mà D bằng 2 thì phân số tối giản được không con nhỉ? Không. Không. Vậy bài này theo con D có thể bằng 2 được không? Không. Vì sao nhỉ? Mời bạn nào, trà nào. Em ra cố bởi vì 2n cộng 3 là số lẻ, còn 4n cộng 8 là số chẵn. À, vì 2n cộng 3 là số lẻ, mà số lẻ thì không thể chia hết cho 2. Số lẻ không chia hết cho 2 thì suy ra D không thể bằng 2 được. Vậy D bằng bao nhiêu con nhỉ? Cường ơi. Đây bằng một đó. À, D bằng 1. Con đã hiểu bài chưa? Rồi ạ. Rồi, ta nhớ là số lẻ không chia hết cho 2 nhá. Bạn Yến Trang ơi, con hiểu bài không? Có. Rồi, vậy phân số này là tối giản. Nào, tìm số tự nhiên n để phân số a rút gọn được. Bài này chúng ta cũng đã gặp rồi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu cô gọi D là ước nguyên tố của tử và mẫu, thì rõ ràng rằng nếu chúng ta tìm được một số nguyên tố D nào đó, thì suy ra là phân số a có rút gọn được không Cường nhỉ? Nếu cô tìm được một số nguyên tố là vừa là ước của tử vừa là ước của mẫu thì lúc này phân số a có rút gọn được không? Được. À, sẽ rút gọn được cho số nguyên tố mà chúng ta vừa tìm được đó, đúng nào? Vậy bây giờ Vâng. cô gọi D là ước nguyên tố của 21n cộng 3 và 6n cộng 4, suy ra gì đây? Cô mời bạn Yến Trang nhỉ? Hai mốt n cộng 3 chia hết cho bao nhiêu Trang ơi? Con bật mic lên. Chia hết cho 6n cộng 4 không? Không, chia hết cho D chứ. Chia hết cho D. Rồi là 6n cộng 4 cũng Đi chia cho hết cho đây. D. Bây giờ chúng ta sẽ nhân, chọn tìm số thích hợp để nhân. Làm thế nào ra mà chúng ta lập tổng hoặc là hiệu của bội của 21n cộng 3 với 6n cộng 4 mà được một số nguyên hoặc là số tự nhiên chia hết cho D, tốt nhất là số tự nhiên chia hết cho D. Vậy chúng ta chọn số nào để nhân thích hợp đây? Nào bạn Cường ơi, con trình bày cho cô tiếp theo nào. Suy ra là 21 Ờ. n 2 mở ngoặc 21 n cộng 3 Ừ. chia cho d Đúng rồi. và 7 mở ngoặc 6 n cộng 4 mở ngoặc chia cho d, Rồi. suy ra 24n cộng 3 chia cho D và 24 đâu? 42. 42n cộng 3 chia cho D và À. 42n cộng 28 chia cho D. Rồi, con lập hiệu luôn nhé. Chúng ta sẽ làm tắt ở chỗ này một chút xíu. Suy ra chúng ta xem thử là 2 x 21 là bằng 42 này. 7 x 6n là 42 đây rồi. 2 x 3 là 6, 7 x 4 là 28. Vậy chúng ta sẽ lấy cái nào trừ cái nào sẽ ra được số tự nhiên con nhỉ? 42n cộng 28 trừ À đi. đúng rồi, rất giỏi, rất thông minh, rất nhanh hiểu ý cô, đúng rồi. 4 x với 6n cộng 4 trừ đi 2 nhân mở Ba. ngoặc 21 Bốn. n cộng 3 chia hết cho D, hay là số nào chia hết cho D đây con? 28 trừ đi 6. 28 trừ đi 22. 6, 22 chia cho đi. 22 chia hết cho D. Mà D là số nguyên tố cho nên suy ra D nhận Là giá trị nào? B D nhận là chỉ 1 Không, nguyên tố 2 mà. Nguyên tố D nguyên tố. 2 Và bao nhiêu nhỉ?11 ạ. Đúng rồi, chính xác rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét trường hợp D bằng 2 và D bằng 11 để chúng ta tìm số tự nhiên N nhé. Chúng ta chưa tìm được N đâu. Vậy thì với D bằng 2 thì ta thấy là ta có, đương nhiên là 6N cộng 4
chia hết cho hai rồi, đúng không nào? Vậy thì để 21n cộng 3 cũng chia hết cho 2 thì n cần có điều kiện gì đây? Bạn nào biết nào? N cần có điều kiện gì thì 21 nhân n cộng 3 sẽ chia hết cho 2 con nhỉ? Nào là một số lẻ quá. Đúng rồi, rất giỏi, chính xác rồi. Thì n là số lẻ. Như vậy là với d bằng 2, với n là một số lẻ, ta sẽ rút gọn được biểu thức A. Cho rút gọn được phân số A cho ít nhất là cho 2, tức là chia cả tử và mẫu cho 2 thì sẽ rút gọn được nhá. Và với d bằng 11. Nào, với d bằng 11 thì chúng ta sẽ là thay vào ở đây, chúng ta d bằng 11, ta thay vào tử sau đó ta tìm mẫu cũng được nhá. Thì lúc này ta sẽ có 21n cộng 3 chia hết cho d này, tức là chia hết cho 11. Mà chúng ta sẽ tạo ra một bội của 11, tức là hay là 22. 22n. Như vậy mới có 21n mà bây giờ chúng ta lấy 22n thì chúng ta phải bớt đi 1n cộng với 3 chia hết cho 11. Đúng không nào? Suy ra là n cộng 3, n trừ 3 đấy. Cô sẽ đặt ra, cô giảng chỗ này một chút xíu cho các con nhé. 22n trừ 3 cộng với n trừ 3, cô xin lỗi cộng. 22n này, trừ đi n là được 21n các con nhé. Cộng với 3, và lúc này chúng ta bỏ dấu ngoặc ra phía, dấu trừ ra ngoài ngoặc đi. Trừ đi mở ngoặc thì trong ngoặc sẽ là gì đây Ngọc Trà nhỉ? Chỗ là trừ n cộng 3 này mà chúng ta đặt dấu trừ ra ngoài ngoặc thì bên trong sẽ còn là gì con? Thứ ba. À đúng rồi, n trừ 3. Như vậy thì chúng ta suy ra là để cho 22 nhân n trừ đi n cộng 3 chia hết cho 11 thì suy ra n trừ 3 cũng phải chia hết cho 11. N trừ 3 mà chia hết cho 11 thì lúc đó n có dạng như thế nào đây? Dạng tổng quát của n là gì? Nó thuộc ước của 11. Không, n trừ 3 chia hết cho 11 tức là n trừ 3 sẽ bằng, cô nháp ở bên ngoài, n trừ 3 sẽ bằng 11k, đúng không nào? Là dạng tổng quát của các số chia hết cho 11, tức là n sẽ bằng 11 nhân k cộng bao nhiêu các con nhỉ? Một. Không, n trừ 3 mà. N trừ 3 bằng 11k Cộng thì n sẽ ba, bằng cộng ba. à, cộng 3, đúng rồi. Với 3. Và vậy thì bây giờ chúng ta xem thử, chúng ta thay vào mẫu xem thử là có chia hết cho 11 không nhá. Khi đó 6 nhân n cộng 4 bằng 6 nhân với mở ngoặc. N sẽ được thay bởi 11k cộng 3 cộng với 4 là bằng bao nhiêu nào? Trà ơi, con tính giúp cô nào. Con nhân ra đi Trà ơi. À, không nghe cô nói gì rồi. Yến Trang, con nhân ra giúp cô nào. Cô là 66k cộng với 18 cộng Đúng thêm rồi, cộng với 18 mà cộng thêm với 4 đây nữa là thành cộng với bao nhiêu con? cộng với 22 ạ. Cộng với 22 có chia hết cho 11 không? Không. Có. À, có, vì cả 66 và 22 đều chia hết cho 11 này. Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng khi n mà có dạng 11k cộng 3 thì cả tử và mẫu đều chia hết cho 11, cho nên lúc này phân số A cũng rút gọn được. Vậy thì tổng kết lại cả hai trường hợp ta rút ra là n cần tìm là n là số lẻ hoặc n có dạng gì đây Yến Trang nhỉ? N có dạng 11k cộng với 3 thì phân số A sẽ như thế nào đây Cường ơi?
Vì phân số A. Đề bài nói gì đấy? Gọn. À, gì phân số A rút gọn được, đúng rồi. Thành Tùng ơi, có hỏi con hiểu bài không? À, sẽ rút gọn được, ít nhất là rút gọn được cho 11 và rút gọn được cho hai các con nhé, với hai trường hợp này. Đấy, thì bây giờ là hơi muộn rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Cô sẽ gửi lại video và bài tập cho các con nhé. Cô chào cả lớp mình.